Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai 21 tháng 5 trên kênh VTV Thiên và dự báo thời tiết cho 3 ngày tới. Quý vị và các bạn thân mến, do ảnh hưởng bởi gió Nam và gió Đông Nam sẽ liên tục dồn mây ẩm từ biển vào đất liền. Kết hợp với đó là không khí lạnh có xu hướng dịch chuyển xuống nước ta. Các khu vực Bắc Bộ sẽ bước vào một đợt mưa mới, mưa gia tăng từng ngày. Trong đó, trọng tâm mưa sẽ diễn ra trong hai ngày cuối tuần này, ngày mai và ngày mốt, ngày 22 tháng 5. Đồng thời, nhiều khu vực trời sẽ trở lạnh, nhiều khu vực ở vùng núi trời sẽ chuyển rét. Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, khu vực Nam Trung Bộ, do chịu ảnh hưởng bởi gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh đang có xu hướng tăng dần, trạng thái mưa dông rải rác về chiều và tối thường xuyên diễn ra ở các khu vực này. Vùng mưa sẽ được mở rộng lên nhiều khu vực, đề phòng có khả năng xảy ra dông lốc và gió giật mạnh trong hai ngày cuối tuần này. Thưa quý vị và các bạn, thời tiết mát mẻ được duy trì ở Bắc Bộ là do sự hình thành rãnh áp thấp, cộng thêm đó là tác động của một vùng hội tụ gió ở độ cao 5.000m. Trong đêm nay, khu vực các tỉnh Lào Cai, Lai Châu và cả Điện Biên sẽ có mưa rào và dông. Sang đến ngày mai, miền Bắc trời có nắng gián đoạn, nền nhiệt ngày mai ở mức từ 28 đến 30 độ. Từ đêm mai trở đi, miền Bắc sẽ có mưa, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lưu xuống ở các tỉnh miền Trung, trong đêm nay chỉ có mưa ở một vài nơi. Sáng ngày mai, miền Trung trời có nắng, nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở Trung Bộ dao động trong khoảng từ 29 đến 32 độ. Về chiều và tối mai trở đi, ở khu vực Bắc miền Trung, mưa dông sẽ xuất hiện nhiều nơi với lượng mưa từ 70 đến 150mm, có nơi trên 200mm. Với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, dưới tác động của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ mạnh, trong đêm nay mưa vẫn còn xảy ra diện rộng nhiều nơi ở hai khu vực này. Sáng ngày mai khoảng sáng và đầu giờ chiều ở Tây Nguyên và Nam Bộ và mưa trời có nắng gián đoạn, nền nhiệt ở vùng cao Tây Nguyên tăng lên mức từ 28 đến 30 độ, còn ở Nam Bộ với ngưỡng nhiệt từ 31 đến 33 độ. Lưu ý về chiều và tối mai, mưa sẽ trở lại trên diện rộng ở cả hai khu vực này, nhiều nơi sẽ có mưa vừa đến mưa to. Chuyển sang thời tiết trên biển, ở hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa đều có mưa rào và dông ở mức rải rác, tầm nhìn xa thấp từ 4 đến 10km, kèm theo đó là nguy cơ lốc xoáy và gió giật mạnh. Nhưng chưa dừng lại ở đó, khoảng từ ngày 29 tháng 5, trên khu vực giữa Biển Đông sẽ xuất hiện thêm một vùng áp thấp mới từ Philippines chuyển sang. Áp thấp này di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và hướng vào đất liền nước ta. Mọi diễn biến tiếp theo chúng tôi sẽ liên tục cập nhật trong các bản tin sắp tới. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.